Thám tử phố Tàu 3 cuối cùng cũng đã được công chiếu rồi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ review chứ không spoil nội dung phim quá nhiều, để xem rốt cuộc thì phần 3 này nói về chuyện gì nhé. Lần này Đường Nhân và Tần Phong, cặp đôi hài hước này sẽ đi đến Nhật Bản, đại náo Đông Kinh. Đội ngũ diễn viên vô cùng nổi tiếng sẽ vào vai các ngôi sao Nhật Bản cùng với nhiều nhân vật quan trọng trong phần 3 này. Kiko, Ivy, Lâm Mặc, còn có cả Tư Nặc với điệu cười kỳ quái ở phần 1. Ngoài ra, độ khó của các vụ án trong phần này cũng đã được nâng cấp, vụ án giết người trong mật thất, suy luận chính xác, những cuộc hỗn chiến của các băng nhóm xã hội đen. Chắc hẳn mọi người đều biết Nhật Bản là một cường quốc suy luận. Mình tin rằng những vụ án lần này nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. Còn về mặt hài hước thì không phải nói nhiều rồi. Ngay cả hai diễn viên chính của chúng ta cũng phải tự bật cười. Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất vẫn là câu đố cuối cùng trong các phần của Thám tử phố Tàu, quy thần bí trong truyền thuyết. Rốt cuộc là ai? Trong phần 3 sắp được công chiếu này, đáp án của câu đố đó dường như cuối cùng đã sắp giải ra rồi. Từ những tin tức có hạn hiện nay, có thể đoán ra được người dẫn Tần Phong và Đường Nhân đến Nhật Bản, và Tần Phong đã không quản ngại. Cho dù mình có lâm vào cảnh ngục tù, cũng phải vạch trần được bộ mặt thật của Quy. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình thì người đó chính là Quy. Quy có hỏi thăm cậu đó, nhân vật Quy này lần đầu tiên xuất hiện là ở trong phần 2, có một ứng dụng tên là Bậc Thầy Phạm Tội. Có rất nhiều trinh thám đã thông qua những vụ án có thật được đăng lên đó để cùng mọi người nghiên cứu thảo luận. Trên bảng xếp hạng trinh thám trong ứng dụng đó, nam chính Tần Phong hiện đang xếp hạng thứ 2 và người đứng đầu hạng chính là Quy, và thân phận thật sự của anh ta đến nay vẫn còn là một ẩn số. Cái kết của phần 2 là Tần Phong đang bắt đầu nghi ngờ Tống Nghĩa chính là Quy, bởi vì anh ta không những có thể lợi dụng Tần Phong để giải ra vụ án giết người trên xe ô tô, mà anh ta còn chỉ nhìn vào một bức vẽ là đã có thể đoán ra cách thức gây án của hung thủ. Một người thông minh hơn Tần Phong như vậy, rất có khả năng chính là Quy người đang đứng đầu bảng xếp hạng. Anh chính là thiên tài, bởi vì anh chính là Quy. Nhưng cuối cùng bộ phim lại đảo ngược hoàn toàn. Nữ hacker Kiko nói rằng địa chỉ IP của Quy không phải ở Mỹ, vì vậy Tống Nghĩa đã tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ của Tần Phong. Có điều cứ cho là anh ta không phải Quy đi, thì giữa anh ta và Quy có lẽ cũng tồn tại một mối quan hệ mật thiết liên quan đến vấn đề Quy là ai. Thì các cư dân mạng cũng đã đưa ra vô số dự đoán trên trời dưới đất. Có người nói Đường Nhân chính là Quy, mặc dù nghe có vẻ rất kỳ cục, nhưng cũng không phải là không có chút căn cứ nào. Đường Nhân nhìn thì có vẻ thật sự ngốc nghếch. Anh ta là nhân vật gây cười trong bộ phim này, nhưng nếu như bạn quan sát kỹ, trong vài vụ án mà Tần Phong đã phá thì anh ta đều có đóng góp quan trọng. Ví dụ như trong phần 1, trong phòng sạch sẽ không có mùi lạ, không phải chuyển giới thì cũng là gay. Một câu nói đùa như vậy đã gợi ý cho Tần Phong suy luận ra cách gây án của hung thủ. Và đến phần thứ 2, anh ta đã dùng phong thủy ngũ hành để hóa giải những tình tiết huyền bí của vụ án. Anh ta còn dùng que dò mạch nước để tìm ra hiện trường vụ án. Xem ra nhất định không phải là người tầm thường, rất có khả năng anh ta là con nai vàng giết chết bác thợ săn. Lẽ nào giống như Tống Nghĩa, Đường Nhân cũng luôn giả vờ ngốc nghếch sao? Cho đến khi phần 3 Thám tử phố Tàu được công chiếu thì càng nhiều manh mối liên quan đến Quy cũng bắt đầu được hé mở. Nhân vật Quy thần bí trong Thám tử phố Tàu rốt cuộc là ai đây? Thật ra manh mối quan trọng của câu hỏi này chính là được giấu trong phần 3 này. Nam chính Lâm Mặc là đồ đệ của Đường Nhân, dựa vào chiếc mũi thính của mình đã giải được nhiều kỳ án. Anh đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Câu chuyện thứ 2 trong phần này là tên của Hoa Hồng sẽ hé mở thân thế của Lâm Mặc. Cha mẹ của anh đã bị giết hại lúc anh còn nhỏ. Trên cổ tay tên sát thủ có khắc chữ Quy, và sau tai nữ chính Ivy cũng có chữ Quy như vậy. Họ chịu sự quản lý của tổ chức Mặt Cười, và Quy chính là người đứng sau điều khiển tổ chức này. Vậy thì dựa vào thời gian, chúng ta có thể suy ra rằng sự tồn tại Quy ít nhất đã được mười mấy năm. Cho nên một số dự đoán, ví dụ như Tư Nặc trong phần 1 chính là Quy, hay nhân cách thứ 2 của Tần Phong chính là Quy, rõ ràng rằng đều không được logic, bởi vì họ đều quá trẻ. Nhưng không phải là không có khả năng Quy không phải là một người, mà là một ký hiệu của tổ chức thần bí nào đó, đồng thời rất có khả năng là một tổ chức nữ, bởi vì nhắc đến Quy, mọi người đều rất dễ liên tưởng đến con đầm trong bộ bài. Nhưng bất luận là phim hay là web series, thì bộ phim Thám tử phố Tàu xuất hiện các nhân vật nữ căn bản đều không phải dạng tầm thường, thậm chí còn nhiều lần giỡn mặt với nam chính. Nhưng cho dù là một tổ chức cũng phải có một người đứng đầu hoặc là người sáng lập chứ. Vậy thì Boss sẽ xuất hiện trong phần 3 mới ra này hay không? Điều này đã khiến Tần Phong phải vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng anh đã tìm thấy Quy, nhưng kết quả lại phát hiện ra cô ta chỉ là một thành viên trong tổ chức đó mà thôi. Nhờ đó đã có manh mối liên quan đến ông trùm đứng sau tổ chức này. Vì để khiến bộ phim thêm phần hấp dẫn, một nhân vật phản diện khác đã ra đời. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Chân tướng như thế nào cũng chỉ có thể chờ đến khi bộ phim được lên sóng mới có thể công bố được. Không biết suy đoán của mọi người như thế nào nhỉ? Vừa hay, trong đoạn trailer của phần 3 này, ngay cả Đường Nhân cũng lại nói rằng Quy chính là một người phụ nữ, chiều cao 171, 04 chính là D, cô với size giáo là 36D, đừng hòng qua mắt tôi.
Quy này, không ngờ rằng Quy lại là một cô gái. Tôi tìm thấy Quy rồi, chiều cao 171.04 chính là D. Cô với size áo là 36D, đừng hòng qua mắt tôi. Quy này, không ngờ rằng Quy lại là một cô gái. Đây là lần đầu tiên Tần Phong và Đường Nhân tiếp cận gần với Quy như vậy. Hai người đang ăn cháo. Ở trong siêu thị, tướng ăn của Đường Nhân xấu thật sự. Anh ta liếm đến nổi cái tô muốn thủng đít luôn. Nhưng Tần Phong đưa anh đến đây, tuyệt đối không phải để ăn cháo đơn giản như vậy, mà là hôm qua. Trên ứng dụng bậc thầy phạm tội, Quy đã đăng một câu đố. Trong câu đố của anh ta là một dãy số và một câu nói rằng hôm nay anh ta sẽ đi mua đồ Tết. Anh ta không nói là sáng sớm đã đi vệ sinh rồi sao? Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể phát hiện ra Quy, dựa vào khả năng suy luận thiên tài. Rất nhanh sau đó Tần Phong đã giải được thời gian và địa điểm, chính là 8 giờ sáng, tại siêu thị này. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Tần Phong cầm lên xem, Quy lại gửi đến một dãy số khác. 17.104, việc gấp không thể chậm trễ, Đường Nhân cầm theo que dò mạch nước, cùng đi với Tần Phong, bắt đầu điên cuồng tìm Quy trong siêu thị, thời gian chỉ còn lại 3 phút, nhưng Tần Phong lại không có bất cứ manh mối nào. 17.104, rốt cuộc có nghĩa là gì? Và ngay lúc này, tôi đã tìm thấy Quy rồi, chiều cao 171.04 chính là D, cô với size áo là 36D, đừng hòng qua mắt tôi, Quy này, không ngờ rằng Quy lại là một cô gái. Như vậy cũng được sao? Bỗng nhiên một anh chàng cao to lao tới, nắm chặt cổ áo Đường Nhân, chồng ơi, hắn ta quấy rối em. Thời khắc quan trọng vẫn là Tần Phong nhanh trí, anh nói với người đàn ông rằng, đây là một chương trình chơi khăm, máy quay đang ở phía bên kia, mau mau nhìn vào ống kính, chào khán giả đi, hai vợ chồng còn tin là thật nữa chứ. Tần Phong vội vàng kéo Đường Nhân bỏ chạy, thời gian chỉ còn lại một phút cuối cùng, hai người như ruồi không đầu vậy, đi tới đi lui trong siêu thị. Bỗng nhiên, Tần Phong đã nghĩ ra, đây là thủ thuật che mắt của Quy, ai nói mua đồ Tết nhất định phải đến đây chứ. 17.104, 17 là phụ âm của Quy, 10 là phụ âm của Di, 4 là phụ âm của D, thì tôi nói có chữ D rồi đó, Quy là trứng muối. Vậy Di D nghĩ là gì? Mình tin bạn cũng đã đoán ra được rồi. Đúng vậy, quét mã Quy giờ, chào mừng lễ hội năm mới. Như vậy có thể miễn phí một phần cháo. Thì ra từ lúc bắt đầu, Quy đã ngồi sau lưng Tần Phong. Anh ta không phải mua đồ Tết ở siêu thị, mà là chọn cách mua trên mạng. Hai người đi đến nơi ăn cháo khi nãy, Quy đã không có ở đó nữa, nhưng trên bàn có viết một dãy số, 17.410. Ba số cuối của dãy số khi nãy đã bị đảo ngược. Nếu như đọc lái từ Kinh Đông, có đáp án rồi, đọc lái từ Kinh Đông lại là Đông Kinh, năm mới đến, mua đồ Tết, xem thám tử, đại náo Đông Kinh. Ok ok, câu slogan này cũng khá thú vị đấy chứ. Lễ hội năm mới ở Đông Kinh vào ngày 1 tháng 1 chính thức được bắt đầu.